Nóng, em vừa mới hóng được màn đánh ghen vạch tiểu tam của vợ lão sếp để em kể cho mọi người nghe nha. Em làm việc ở công ty truyền thông, có lẽ vì làm truyền thông nên sếp giỏi nhất là thao túng tâm lý của người khác. Sếp em là anh Trung, ấn tượng mà anh Trung tạo ra cho em và mọi người trong công ty là anh ấy đẹp trai, giàu có và rất thương vợ. Ở công ty mà cứ có ai mua được bộ đầm xinh hay món đồ gì tốt thì anh Trung đều hỏi chỗ mua tặng cho vợ. Nói chung anh Trung tạo cho các chị em trong công ty em hết sức hâm mộ vợ anh vì có một người chồng tâm lý ấy. Thế mà mới tiệc tất niên vừa qua của công ty đã bốc trần được một sự kiện chấn động với sức công phá toàn công ty luôn. Anh Trung ngoại tình, ông ấy ngoại tình với bà Linh kế toán của công ty em. Bà ấy lớn hơn anh Trung 1 tuổi cũng đã có chồng rồi. Từ sáng tới tối bà ấy lúc nào cũng khoe vừa được chồng tặng này tặng nọ, dắt đi du lịch châu Âu. Nói chung là luôn khoe về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mà anh Trung và bà Linh trong công việc cũng khác khẩu nhau lắm nha. 1 tháng 30 ngày thì ông bà cãi nhau hết 26 ngày, còn 4 ngày nghỉ do cuối tuần công ty không làm việc. Ấy thế mà khắc khẩu bao năm mà chị Linh vẫn ăn tọa tại cái ghế kế toán trưởng của công ty mà không bị đuổi việc. Ai cũng nghĩ vì bà ấy giỏi nên sếp nhân nhượng thôi. Không một ai trong công ty nghĩ rằng hai mệnh khác nhau kiểu đó lại có thể lén lút qua lại với nhau luôn. Ấy thế mà chị vợ của anh Trung biết mới tài. Hôm đó công ty tổ chức tất niên tại nhà hàng ở Long Hải, không khí vui tươi rộn ràng lắm. Đến độ 10 giờ tối mọi người cũng về gần hết, chỉ còn một nhóm nhỏ khoảng 10 người, trong đó có em, anh Trung, chị Linh và một vài đồng nghiệp thân thiết nữa thôi. Thấy không khí còn đang vui nên anh Trung ngỏ lời đi karaoke tăng 2. Vừa vào đến quán karaoke được tầm 15 phút, đang lúc mọi người hô hào hát hò vui vẻ thì mất điện. Đang lúc mọi người đang định ra ngoài gọi nhân viên thì tivi trong phòng bừng sáng, chiếu luôn tiết mục Xuân Cung Đồ mà nhân vật chính không ai khác chính là chị Linh và anh Trung. Chị Linh nhìn thấy thì liền hô hoán mọi người tắt đi, nhưng không tắt được. Đang lúc hoảng loạn thì chị vợ của anh Trung từ ngoài cửa bước vào nói: "Bằng khen nhân viên xuất sắc thì sao mà đủ với Linh được, phải thêm cho cô ta cái bằng khen con chim chép hư hỏng nữa thì mới được chứ." Chị Linh thấy vợ sếp bước vào thì tái mặt, lắp bắp nói: "Cô có ý gì? Có phải cái này là do cô giở trò không? Tắt ngay." Chị vợ nghe chị Linh nói thì bật cười: "Đây là món quà tôi tặng cô đó, không phải cô thích gửi mấy cái này lung tung lắm sao? Cô dám gửi cho tôi xem thì sợ gì thêm vài người xem nữa đâu." Oh my chuối, hóa ra là chị Linh không cam lòng làm người sau lưng sếp nên mới gửi đoạn video này cho vợ sếp để chọc tức chị vợ, ép chị vợ phải rút lui. Ai ngờ người ta không những không rút mà còn mở phòng chiếu phim chiếu lên cho mọi người cùng xem. Đang lúc chị Linh bối rối thì ngoài cửa có 4 anh chị bước vào, ai cũng có vài vết mực trên người. 2 anh trai thì tiến đến kéo anh Trung ra, còn 2 chị gái thì tiến đến túm lấy chị Linh. Lúc này chị vợ sếp mới lao tới vả bơm bớp vào mặt chị Linh, mồm vừa chửi: "Mày tưởng bà không biết hai đứa mày lén lút với nhau hả? Bà chỉ là đết thèm quan tâm thôi, ngoan ngoãn mà bốc bánh trả tiền thì có phải là yêu thân không? Cứ thích tìm tới chọc điên tao làm gì? Mày hỏi thằng chồng tao coi bây giờ nó có dám chạy đến bảo vệ mày không? Mày thích nu ve lắm đúng không? Khỏi cần gửi hình làm gì mất công, hôm nay tao cho mày nhìn đủ." Nói rồi chị bộ xiêm y trên người chị Linh, còn anh Trung thì không dám hó hé một lời. Mãi đến hôm sau đi làm em mới hóng được, hóa ra chị vợ là con gái của một gia đình cũng rất có máu mặt ở quận 8. Bố chị ấy ngày xưa cũng là dân anh chị, mặc dù giờ về hưu rồi, nhưng chỉ cần nói một tiếng thì anh Trung cũng bị nghiền ra bả. 2 anh trai của 2 chị vợ cũng không phải dạng vừa, hiện tại một người làm bên mảng vật liệu xây dựng, còn một người làm bên dầu khí, nhà không có gì ngoài tiền. Anh Trung ở rể nhà vợ, rồi được nhà vợ hỗ trợ mở công ty đến tận bây giờ. Đúng là con người thì lòng tham không đáy, có rồi lại vẫn cứ thấy không đủ mà. Sau hôm đó thì anh Trung có gọi mọi người có mặt hôm karaoke lên phòng họp và yêu cầu giữ bí mật, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Đổi lại anh Trung thưởng thêm cho chúng em mỗi người 1 tháng lương để bồi dưỡng. Thôi thì cũng được, em cũng nể sếp thôi chứ không phải tham gì tí phí bịt miệng này đâu. Mọi người nghe rồi thì giả vờ không biết, đừng kể ra nha. Chỉ có những đứa ngu nó mới đi giữ chồng, còn tao thì quan điểm giữ chồng làm đết gì. Trên răng dưới giờ ái, thằng nào cũng như thằng nào, tao giữ sổ đỏ, đó mới là cái cần giữ. Chị Hằng, chị gái mình, khi biết mình khóc lên khóc xuống vì chồng ngoại tình đã chửi thẳng như vậy. Nhưng hồi đó mình còn trẻ đã cãi lại ngay, chị thì cả ngày chỉ tiền tiền, chị phải yêu thì mới hiểu. Chuyện tình cảm thì làm gì có sổ đỏ nào cân đo đong đếm được, làm gì có sổ nào giữ được chồng hết chị. Tức thì chị gái mình cười như bố đẻ em bé: "Mày ngu lắm, đừng có mang tư duy của một con đần nghèo nữa.
Có một người chị giàu như tao, nghĩ vậy thiên hạ nó cười cho. Thằng chồng mày giàu mà ngoại tình thì sai lúc đó, còn đã nghèo mà ngoại tình thì mày sai ngay từ khi bắt đầu. Mày tin tao đi, chồng có thể đổi từ người này sang người khác, nhưng mà tiền của mày, trừ khi mày cho phép, có một cánh nó cũng không dám bay. Chồng mày làm mày khóc trong túp lều, còn tiền á, tao đết thấy đứa nào mà lau nước mắt bằng đô la mà không cười ngay được hết. Hồi đó ngây thơ, mình vẫn vật vã mãi mới dứt được cái thằng sai từ khi bắt đầu đấy. Còn quay sang chị mình, đúng là bảy ngầu thiệt. Chị Hằng hơn mình chục tuổi, là phụ nữ, nhưng chị ấy vô cùng tháo vát, chuyện gì qua tay chị cũng 10 điểm hết. Chị lấy anh Thành, lúc ấy cũng đã thuộc tầm cỡ có tiền rồi, nhưng mà lấy chị về, đời anh phất lên hẳn, giờ phải thuộc tầm cỡ đại gia. Anh vừa yêu chị, vừa nể chị, một điều vợ, hai điều vợ. Ấy thế nhưng, gái bên ngoài của anh có khi phải ở hết một tòa chung cư. Khi kể đến mấy chuyện đấy, chị mình đều cười phớ lớ. Em ơi, người giàu mà, lấy chồng giàu phải thế mới là lấy. Nó kiếm 100 tỷ, ngàn tỷ, bao nhiêu cái stress. Mình tiêu tiền đã mệt rồi, còn hầu nó nữa. Thôi, để mấy đứa con gái ngoài kia nó giúp đi em. Mình ngày đó còn trẻ con, thắc mắc lắm. Mãi sau một cô vợ bé nào đó của chị có bầu, đến vên mặt lên đòi xe đòi nhà. Mình nhìn cách chị xử lý mới ngỡ ngàng. Bảy không khóc, cũng không nháo, xử lý rất sang. Bảy bảo, nhà đông con thì thêm vui, con chồng chị là con của chị mà, có gì đâu. Cho cô Tiểu Tam kia chút tiền, chị em ngọt ngào lắm. Anh rể mình tôn trọng chị sát đất luôn. Sau đợt đấy, ông ấy ăn chơi tém tém lại hẳn. Mãi sau đến khi đứa bé kia bắt đầu cứng cáp rồi, ông chồng thì quên luôn nàng Tiểu Tam đó, đổi qua mấy đời bé đường khác rồi ấy chứ. Thì bà vợ đến, mua đứt đứa bé con. Mình phải dùng từ mua đứt ấy. Bảy cho cô Tiểu Tam kia một số tiền, đá bay ra khỏi cái đất này. Còn đứa bé hả, mọi người nghĩ chị mình nuôi nấng chăm sóc hả? No, không có đâu. Bảy nói như này, tao cho ra nước ngoài rồi, học hành giỏi giang bằng cấp sáng choang dắt vàng lên mặt. Sau về bao giờ công ty cần mở rộng thì tao cho con bé lấy chồng mở rộng mối quan hệ. Đến mẹ nó còn không yêu nó, tao nuôi nó đến như thế chả là nhân đạo quá rồi. Còn con của chồng tao, kiểu con cái mà được chia tài sản, có tên trên di chúc thì chỉ được phép chui từ bụng tao ra. Dã man thật. Nhưng mình vẫn thắc mắc, nhỡ mà chồng chị thật sự yêu ai thì sao ạ? Bảy lại cười như bố đẻ em bé tiếp. Tao giàu mà sao mày ngu dữ vậy? Thằng chồng tao thì chỉ có mỗi tiền, gái đã trẻ lại còn đẹp. Đến với lão thì chỉ vì ánh sáng của bác Hồ, chứ vì cái gì? Tình yêu á, tình yêu có ăn được không? Chỉ có bọn đếch có tiền hoặc là có mấy đồng tiền thì mới dám bỏ vợ theo gái. Giờ mà ly hôn thì tài sản chia nữa, sổ đỏ của tao. Sợ đến lúc nghẽo tòa cũng chưa chia xong tiền á chứ. Em ơi, sợ ngoại tình lo giữ chồng xưa rồi, sang lên đi. Giữ nhà, giữ đất, giữ sổ đỏ đây nè. Tiền nó không có biết ngoại tình, cũng không biết cắm sừng đâu. Hay thiệt. Sau những bài học cuộc sống của chị yêu, mình vừa bắt đầu đời chồng thứ hai. Trộm vía anh giàu bình thường, không quá giàu, nhưng mà được cái ngoan. Chị mình dạy yêu tiền trước, yêu chồng sau, thì thằng nào nó cũng sợ mất em, còn coi chồng là nhất, nó tưởng nó xịn đấy. Lý thuyết ấy tuyệt quá, cả nhà nhớ áp dụng nha. Chào mọi người, em là Trang, 23 tuổi. Em đã đi làm, có anh người yêu cùng quê. Bọn em quen nhau vô tình, nhưng mà cũng trở thành người yêu của nhau. Người yêu em chạy quảng cáo cho các công ty. Thời gian đầu yêu nhau, cả ai cũng khá lãng mạn. Hải là một người tinh tế, tỉ mỉ. Anh đưa đón em thường xuyên, sang về nhà còn nấu cơm cho nhau. Hải cũng hay chụp ảnh em, đăng ảnh em công khai trên Facebook, nên là em cũng yên tâm lắm. Có những dịp lễ, anh về nhà em chơi, em cũng về nhà anh ra mắt. Cả hai gia đình đều đã biết nhau. Em gái của người yêu cũng hay đi chơi với em. Vì những điều này đã khiến cho em tin rằng anh là người tử tế, người tốt. Chúng em cứ yêu nhau yên bình cho tới khi em ra trường. Càng yêu lâu, em càng thấy anh gia trưởng áp đặt và có phần lăng nhăng. Một lần em về quê tận 2 tuần vì gia đình em có việc. Thời điểm đó em muốn đổi công việc nên xin nghỉ làm luôn và về quê để nghỉ ngơi. Nhà em có nuôi mèo nên em có đưa chìa khóa nhà để nhờ anh sang cho ăn hộ. Mọi chuyện sẽ bình thường như thế, ngày nào cũng nói chuyện với nhau như bình thường. Tới tận lúc em lên Hà Nội, hai đứa vẫn còn gặp nhau đi chơi khắp thành phố. Tuy nhiên khi em lên được một hôm thì chị bán tạp hóa đối diện trêu bảo: sao mấy hôm em về quê mà để người yêu qua trong nhà nhiều thế? Em gái người yêu em lên chơi tận 2 hôm, ở nhà nhà em phải không? Nghe tới đây em ngơ ra, đâu có chuyện đấy được. Sao Hải có thể cho ai ở nhờ đó mà không nói với em? Nhà trọ này em mới chuyển qua ở, không quen biết nhiều, nhưng chị hàng xóm này hay thấy em qua mua đồ nên có thi thoảng nói chuyện rồi quen. Nghe tới đây em bắt đầu thấy cấn cấn. Dựa vào tính cách đào hoa của Hải, em nghi rằng em bị cắm sừng mà không hề hay biết. Vì trước đó em cũng từng bắt gặp anh ấy 2-3 lần nhắn tin với người yêu cũ, nhưng vì xin xỏ cũng nhiệt tình và còn yêu nên đã cho qua, tránh bước xây động rừng. Em im lặng để theo dõi xem mọi chuyện như thế nào. Hải cũng là người hay đề phòng,
chẳng sờ lấy được điện thoại riêng vì lúc nào anh cũng bảo là đang trả lời khách rồi đang theo dõi quảng cáo. Em mượn cớ nhận điện thoại anh để gọi cho mẹ. Cầm được điện thoại, em mang vào nhà vệ sinh lúc anh đang bận làm việc và cố tỏ ra bình thường. Lúc cầm được điện thoại của anh, em bắt đầu kiểm tra mục tin nhắn. Em kiểm tra từ SMS, Facebook, Zalo, không thể có gì lạ. Anh ấy làm trong ngành quảng cáo nên chuyện nói chuyện với khách hàng là nhiều, nên là em định bỏ qua. Tuy nhiên, em chợt thấy có tin nhắn lạ, giống như một khách quảng cáo bình thường, vì em quen cả team freelance của anh ấy mà. Anh bạn kia gửi qua cho anh một link drive để lấy tư liệu. Hải liền cảm ơn rối rít. Em thấy lạ bởi xưa nay anh ấy kỹ tính, có team riêng làm việc, sao phải mượn ai bên ngoài. Lúc này em cũng chỉ tò mò thôi. Click vào thì trong đó có mấy chục bức ảnh anh và ai đó chụp trên biển, cả hai tình tứ lắm, như chụp hình cưới, ôm ấp ấp nhau. Đọc tin nhắn thì thời gian chụp hình trùng với 2 tuần em về quê. Em bắt đầu nổi điên lên. Hóa ra anh ta thuê người chụp hình cặp đôi với cô gái kia khi cô gái đó đến đây chơi. Anh ta còn cho cô gái đó ở phòng của em tận 2 ngày. Lúc này không còn nhẫn nhịn được nữa, em lao ra khỏi nhà vệ sinh rồi ném chiếc điện thoại vào mặt anh ta và hỏi: Hải, những tấm hình này là sao? Nhân chi sơ tính cục xúc, em không cần nghe anh ta ấp úng giải thích như thế nào hết, vì tất cả đều là dối trá. Hàng xóm nhà tôi bảo anh đưa cô ta về nhà ôm hôn nhau này nọ, họ nhìn thấy hết đấy, còn chụp cả ảnh để báo tôi. Anh có muốn xem không? Tới nước này, mặt Hải sẽ ngét lại, ngỡ ngàng vì chột dạ. Nó ấp úng xin lỗi em, bảo rằng bị dụ dỗ, sai em 2 tuần không chịu được. Em điên hết cả lên, la vào tát cho nó 2 phát, rồi chia tay chia chân ngay lập tức. Em trao anh tấm chân tình, mà anh trao lại cho em chân gà xả ớt. Cái thật sự.